Hello, xin chào tất cả bạn đến kênh mình nhé. Hôm nay mình sẽ đi tìm tre và mình làm cái đồ chơi dân gian anh em ạ. Đấy, anh em hãy chú ý đón xem. Cái đồ chơi dân gian hôm nay của mình làm là mình sẽ làm về chiếc bắn ống phốc anh em ạ. Cái ống phốc ngày xưa gọi là chuyên đi dùng cái ống phốc bắn bằng giấy hoặc là bắn bằng quả mùng tin này anh em nhé. Anh em hãy chú ý đón xem cái trò chơi dân gian. Cái trò chơi này thì nó cũng hay và hấp dẫn anh em ạ. Đấy, thì bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn rồi một cái ống tre có lỗ anh em nhé, nhớ là phải ống tre có lỗ nhé. Thì bây giờ mình sẽ tỉa cắt để mình làm cái chuôi của cái ống phốc anh em nhé. Rồi mình sẽ tỉa anh em. Đấy, mình bắt đầu mình tỉa cán anh em nhé. Chân Trang làm kinh doanh hay là gì trên này mà có vẻ nhàn đấy. Hôm nay là ngày quốc tế độc thân, đã thế mà mình được một vàng, thế thì làm sao mà đủ để mà đi xóa độc thân bây giờ? Đi ăn lẩu đấy. Ăn qua ngày chưa có đời. Trời này chỉ có ăn lẩu hoặc ăn nướng thôi. Sao ăn lẩu pha ăn đi, có đi không? Nhà mình đã làm xong, giờ mình sẽ cắt tỉa, mình sẽ làm. Toàn đi ngoài ăn lẩu.
trên Facebook nó chạy cái nhà hàng nào mà kiểu lẩu hẹn hò ấy nhỉ. Đấy. Hôm nay xin nghỉ cả ngày rồi, bây giờ tác thì hết rồi, khách là chưa có, để ngồi nhà chơi mình chán. Anh ngồi ơi. Chưa đã chạy ở máy tính đâu mà rồi, để anh bật vào máy tính rồi vào nhé. Hà Nội chưa có, Hồ Chí Minh chưa có, Hà Nội chưa có đâu. Chính thế, phát cái này ra làm thành cái que ở trong anh em ạ. Xe máy thì chắc là xa hơn 4 cây mà. Cái đâu được, nếu chị không đòi đi xe máy sao? Sao quản được? Sau hè nhà mình ấy, mà từ nhà mình qua tới nhà nó chạy tận 4 cây số, kể cả đi xe máy thì cũng đâu có xa thế đâu, ở chỗ ngay của chỗ Phụng cơ mà, tính có thời gian làm đường nữa. Ok, để anh cài cái này cái đó. Trời, trên ngã tư Sở ra vụ chọn Phụng mà lạc đường. Đập bỏ mua cái mới đi em ơi. Mình đi tìm cái kiếm khác. Tuân ra
đến chỗ của Như Con Thum chắc là 12 cây anh ạ. Từ anh với Hoa Sơn có không em ơi? Thế có khi tao phải giao lưu số điện thoại đi để tối giao lưu cà phê nhỉ? Tối rảnh cà phê thì gọi nhau rồi đi. Có gì lấy đứa em đi. Có chứ, khả năng công việc. Tối cũng 12 cây thật nhưng mà đi vừa đi vừa đến cây ở mé đường ấy. Sắp tay em ăn cháu anh em ơi. Sao ạ? Không. Không phải, ngôi Minh với ý nó sợ rắn. Ăn rồi à? Thế sao lại đấy mà? Không muốn ăn. Chưa không ăn rồi đâu. Chưa thì muốn ăn. Bắt đầu đi để làm con 5 phút. Xong anh biết này. Vâng đâu. Chẳng tắt đi quay chui vậy. Hả? Quay chui vậy. Quay vậy. Cái mẹ đấy tin. Ngôi gì ghê là rắn chuyển đố. Anh đi anh hay sợ rắn đâu. Ngồi sao ngồi nó mát. Ngôi gì là rắn. Có những cái kia thì ngôi đéo đâu nó chả thế. Con tí nữa mà phải đi mua anh. Trong chùa nó sẽ rắn hay là vừa về chùa ngôi mình. Cái gì vậy? Là tôi ngồi nhúi nó đi như này. Bố đi thì chịu. Rắn, đi được con rắn nước anh con chạy rắn này. Chào các bạn. Chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chào các bạn. Sắp tới rồi đấy. Mình chủ. Thế là quay chủ đây. Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chơi trò chơi ngậm giấy phun ra lửa. À, chứ không phải ngậm giấy khói ấy chứ. Bữa nay quốc tế độc thân mà. Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chơi ngậm giấy phun ra khói các bạn nhé. Đi mẹ vẫn nhỏ quá đâu. Chơi ngậm giấy phun ra khói. Bạn có thể chơi không? Vẫn nhỏ quá anh em ạ. Phải vót khác nha. Đóng thuốc. Được rồi. Đúng là ngậm giấy phun ra khói cho các bạn. Không thể là đánh cháo khói là khai kiện thế. Người ta không trần, người ta độc thân. Thế kia ơi, không phải đâu. Thế kia ơi. Thời tiết đẹp lắm luôn, hãy đi ra đây đi. Có lắc ngắn hơn đúng không? Ngắn hơn cái đâu một tí. Lọc sơn nặng to quá. Nó có kiểu hót cơ. Ống lộ nó to to thì nó nổ to hơn. Đây mới vọt cái quê cái bế. Đang nắng này. Đang nắng này. Ở Đồng Nai sáng giờ mưa từ tối. Vọt cái quê đi bế cái tí nè. Rộng đấy quá. Nó chả bắn được. Ở đây chém to co mặn ho là rõ thế thôi chứ mình thì có ai biết cứ ai thì sợ. Nói trò chơi dân gian này nhỉ. Tới nhà mà nguyên một cái mưa luôn. Nghỉ game anh em ơi. Hà Nội đang nắng to. Trời Sài Gòn đang mưa chứ sẽ lạnh gì anh Phùng tôi tiếp. Hôm qua sao anh Phùng hôm qua nó bốc phét, nắng đâu mà nắng, trời quá đẹp để đi chơi luôn là yên ạ. Chứ đây về đi mê đã ngồi nên giản nó thô ra. Người quay đang sầu. Người quay đi chơi. Nghỉ game, chính thức nghỉ game anh em ơi. Này bộ hai rồi. Yeah. Mạnh dạng xin đạt báo nè. Chủ chân thiên với cả phá đảo
đời mà, không có gì là không thể. Bang phó thì bang phó từ chối ngay từ lần tỏ tình đầu tiên rồi. Bang phó bảo là một là bang phó TD, hai là bang phó gặp được giới mấy ông mấy quả mông tìm. Nó là cái quả gạo. Không, quả mông tìm khác. Quả gạo. Quả gạo cũng ngủ, nhưng quả gạo nó hay xít thường mông tìm. Tìm nó quả mông tơi đấy à? Không. Chỗ nào anh nhìn thấy cởi. Ở đây cũng có quả tròn tròn gì? Quả tròn tròn. Cái việc nhẹt nó lộ rồi. Cái chỗ cái nhà xóm có thì phải cứ đến đây bụt trộm. Bút theo cho. Cứ vào dao rồi nó bút theo cho. Vậy là cứ chạy vào nhà cái là vào đâu dưới nó chạy lên. Đéo cái này nó không chín thôi. Quả gạo nổi không mắc con mực tin được. Con mực tin nó bắn nó con đèn con áo cơ. Sướng lắm. Đưa đi bắn sướng. Bắn con bẩn hơn con áo nhau. Bắn đến đâu có đèn đấy. À, ông có cái bao nhiêu tuổi đấy? Nhiêu tuổi chưa hay là đấy? Nhiêu tuổi hơn hả chị đấy? Cá đồng đồng nó là cá gì? Tiếp quyết 87. Anh vẫn đang phát wifi nè. Anh vừa tắt bỏ nó. Cá thì nó ngôn đi. Hai. Ôm mê thật hàn lương nó cho mình cầm đồ ra quá trời gặp nè mẹ. Cá đồng đồng là cái con cá mặt nước ấy. Mình đi. Đấy đây anh mặt về ngay hải con nhưng anh phạt đi phải nằm ngay rồi ngay ngay rồi phạt đấy đấy rồi nó lại quay lại nhỉ. Mẹ nói trời các buổi sáng mà đều nóng ấy. Này nhá. Cả nước rồi. Mà vô trời vô sạch. Nó. Ngon. Mẹ nóng mới. Hơi hơi thôi, mầm. Anh hôm ý câu đéo được tiếc lắm nhỉ. Mới ăn có bạc cầu mới xong rồi muốn ngủ. Ăn cầu xong rồi muốn ngủ. Ngày trước thì ở bên kia nha anh để đéo có rắn đi. Ngày trừ anh Nam Minh mới được. Mát đi. Mát đi. Năm lúc ra là trả diễu Nam Minh. Đeo cái rắn mới để quên. Nó đổi vào Nam Minh rồi đi. Cái rắn đến. Nó bò mới hiểu ngôi. Thế người thì mình mới phải chạy. Người mẹ chỉ ngồi nhà an toàn. Anh sáng anh với dòng tình toàn người lại đang sầu đi. Đời rắn lắm. Đó là rục ta. Bình thường này rục lắm. Bình thường mình đông đầy thì không sao. Mình cứ đông đông cầy cối thì không sao. Nhìn đi. Mình nó ngồi im. Vâng. Nhưng nhìn trên cái khó là bang em mà tối đi rảnh đi cà phê đi. Không đi mình không may mua cho chan cũng thịt thì chết. Quá đây luôn. Sáu lên đi. Cảm ơn em nha. Quá đây. Đi mấy cái hạt đông cho nó lở. Không phải có chịu ăn đâu. Nó thịt với bàng. Nói chung là ngon thì ăn. Nó đông rồi nó cứ khô bàn. Nó đông quần á. Con sao lần. Đi cung có thằng nào trên thế giới được. Ủa xin chuyên cùng loan này. Xin chuyên hay là nó mong. Nó chuyên cùng nó cũng loan. Nó đông gì? Ừ. Hà Nội không nhỉ? Tôi sẽ dạy anh em đi, mấy em đi cà phê đấy. Đông ý luôn. Mấy ông này biết ông nguyên khí hơn nhiều, đập cho nguyên quả
Rồi, đi mình sợ lắm. Thật đấy, sợ thật đấy. Chú chủ thôi. Quét quét đi trước. Quét con đi trước, không thoát đâu. Bằng cui thì quét không thoát đâu. Đấy con đi vong không thoát đâu. Đừng có kìa. Con đi vong kìa đây. Sợ thì mình gọi bạn bè anh em đi cùng có gì đâu. Anh em nào có bạn bè người đàn em cứng thì gọi lên đánh bên chủ cùng bay giùm em nha. Ngọt quá, mình đeo với cái gì không? Nước trong cà muốn nhân đánh hút đang đi tử. Này, giờ thì khăn cho khỏi nhân đi tử. Đi tử đeo hoàn được thì bình thứ. Hay quá, trả lại nghìn nè. Anh em trưởng lão của Ion có mất được không? Trước khi bị rớt chức để tâm biết thử làm cái mới. Nhiệm vụ thứ tối thứ hai là mới xong nha anh em, chứ không phải qua đầu ngày thứ hai là hết đâu. Giảm định là hai cục chảnh luôn mới ghê chứ. Cười rẻ luôn không cả rồi. Anh em về khu an toàn, sắp xếp về phòng hành chuẩn bị đánh ra bên chủ cùng bay giùm em nè. Tất cả anh em tập trung về khu an toàn để chuẩn bị đánh rõ là minh chủ này anh em ơi. Anh kiếm thằng có mất được không? Mất thì anh đây tối đưa cho anh hai mất. Hai người mất minh chủ thì luân chuyển nhau thay đổi. Trước khi bị rớt chức để mẫu minh chủ thử mở anh em. Rồi anh Hảo mất luôn, ok. Tất cả anh em bên khu an toàn nha. Sắp xếp lại đồng hành, chuẩn bị tập trung minh chủ, võ lâm cùng bang. Đúng rồi, anh Hảo là anh em ơi, gió tài, anh Hảo mất. Vào cáo chôn. Mọi người xuống mấy trên họ xin mấy chỉ đạo bên chủ nhé. Hồ vào cáo chôn chả thấy thông báo đâu nhỉ. Có mà. Mới phút bao nhiêu thế này nhỉ? Mới phút 30. Nên đẳng nhập mấy nhỉ. Mấy con nơi nhớ. Quét cái lấy thôi thôi. Còn một phút nữa anh em làm cái thuốc đi. Có đấy chưa? Chưa quẹt. Cắm cho nó ngon lành nha. Chưa quẹt. Quét cái đi về được vang rồi. Nhưng mà cái lấy chứ đồ. Nó mua bán á. Nó bán cho đứa nào thì nó cũng có cái nick đấy. Có bán à? Ừ. Chịu nhiều. Em cực bạc, cực tiền gì đó, chịu phải bé đi anh em ơi. Để phải em bảo những con ngu gốc sao nó tổ. Thật tình nó xui thật đó chứ. Tập cả sao bánh vậy? Quá trời luôn, mà nó ra được con cục hiếm. Sao nó 20 giây nữa. Nhắc bộ ạ. Nhắc hạt đều với cái không. Nhắc nhóm anh em đánh đúng móc nha anh ơi. Đây hãy làm. Vâng, 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 vâng. Sắp tới giờ rồi, sao
Anh này 35 nhỉ? Anh phải 35. Có lại quay trước kìa. Hay tiếng à? Tí nữa lại ghẹp sau. Trước giờ và trước giờ anh. Lại ngồi 2 tiếng. Chiều làm 5 phút thì vót thế nhỉ? Thế là cái ấy nôi. Hả? Cái xung quanh là cái nôi hợp nôi đi. Nếu có đồ xong cười chẳng mỉ em đặt ra, nó bắn nổ. Kinh quá. Chăng phải đợt. Nó không nhòi. Được. Mua. Đất diện mang. Có 350 cái nào. Đầu mới chút. Nít không thế mới chút. Đất cả súng. Cả súng mới chút á, 85 nghìn. Hôm trước giáp xem 350 mấy cái 750. Mới chút cho mua luôn nếu nhanh. Hôm trước giáp xem súng ý 300 mấy. Thì chưa thì 5 phút rồi. Chiều thì đâu dơ thì không ấy luôn, toàn nhác rồi. Tôi đưa đầm cưới. Thì nó tàn rồi. Một vô nó đầm rồ hay một rồi nó chồng. Đấy nhà gái à? Đi dài. Thế đi dài vì 2,5 bà rơi mới xong. Thử thách ăn gì đây. Ai thử thách xuống ngách được phải ăn rau miền lá. Ai? Mới. Anh nghe à? Ừ. Nghe đọc. Nghe chưa dạp. Nghĩ được à? Hôm qua nó mới tải. Sướt ngay, ăn lá mày ăn. Hôm nay tư thạch ăn đột nhé. Ăn đột thì tính cứ chết con mẹ. Đến rồi. Hả? Đến rồi. Hả? Đến rồi. Em gì? Ờ. Vậy mai giờ đi vào kéo thôi rồi. Về cho con bú. Nó bảo về cho con bú. Anh đời anh đéo về. Đéo về là ông vì chó con nhỏ ăn. Ông với chó ăn. Ừ. Ông phải đợi cơm cho con nhỏ nó thức ăn đấy con nó. Ý, mẹ nó lại duyệt. Anh nhá, cho em ướn cái dao vậy. Em lại duyệt mẹ mà. Em chất là chê. Rắn. Phi thật à? Hả? Phi rắn. Có con rắn lắm. Đi cần mẹ bố một hòa bình cho mày. Giết thì mày giết đi. Tốt cắt con nói gì đi tỉnh đi. Tính xong. Này kìa. Tại anh như thế à? Bật đi vào giống du ảnh, đút cắt của nó anh. Cần nghe, coi tiếng nữa được, đang tốt chứ vậy. Một cơm. Giáp lên cái bếp nằm rồi kìa. Giáp thì chưa nằm đâu.
em là tiếng hức nằm rồi đấy. Hả? Cái con lôn kia của em là tiếng hức nằm. Con kỷ niệm. Nó cho tất giá phải kiếm 6 đó. Và đóng 2 lít nữa mà. Dạ, bao lâu là cái game nó tốn nhiều tiền quá. Dạ. Ít tiền hơn cái game Free Fire. Nhiều hơn đâu. Free Fire có bán được rồi. Thật ơi, đeo bán đâu. Dịch thế. Giống như anh thì qua 30 ngày rồi thì địch đẩy ngay rồi. Địch. Rồi 200 như nhỉ. 200 lên 65 nếu được, quỳ thằng 800 tiêu cũng hết. 800 thì nhắc người ta hết. Giờ mới làm gây đuổi ra. Giờ đi nắp có cái gì nhỉ? Gì? Nó. Nó nhiều cái nắp bằng nhằng. Nó còn mất một phát 5.000 vang đổi phải. Anh có video của nó đổi chẳng rồi không? Nhìn chưa? Nhìn chưa thì nằm đi. Nhìn chưa? Nó đổi chẳng đau hòa rồi vì chẳng nó lại chuyển đau hòa chẳng con lồn. Chứ con lồn nó lại vơi đau hòa. Đau hòa chẳng con lồn là miễn phí. Đau hòa chẳng con lồn miễn phí. Giờ lại từ con lồn với đau hòa lại mất 1.500 nữa. Mình đã bảo tới cái hôm mình sang đây chơi cái game đấy mà bọn mới đang chơi khi phạch đấy. Mình đã bảo là ổng giả đấy mà để mẹ chuyển thành chơi game đấy của mình thì mẹ tên núi chứ đúng chuyển sang nát thất đấy là mình chỉ có bảo mồm nói dao không rồi đấy. Thế mà địch mẹ nó chuyển sản nó nắp ác thật. Qua đèn cưới với nó với trước em, xong nó lại là đám cưới. Nó lại là mông của em. Tôi cũng chuột. Cũng ngồi nó uống ngày hôm nay. Chú uống uống nâu, mấy uống như chú uống kiểu không, nó nào lắm. Cũng ngồi cạnh mình. Rồi, để xem chú heo này. Ờ, đâu, để xem chán xong. Rồi, về đi. Đi về nha, ngồi chờ, bây giờ nó ngồi chờ luôn. Bắn như anh cháu anh. Thế nào, đưa tên đây. Tao đóng cho. Vỡ nha thôi, nó lại là. Máu quá. Vừa vỡ nó vỡ nha thôi. Mày thấy mó đến gì. Cứ bảo mấy người đời như là tính hồi chú thành giàu đến nhanh. Mấy người đó được là giàu chủ sống đến nhanh. Vâng. Đồ mất bây giờ thì phạch. Mình là thấy đây nghĩ nó quay ngác thôi mấy người. Thằng nàng thằng nói bị mấy chuyển thành cái nơi trời của mình thế là có nước nữa. Chịu bảy đào trong đổi của đầu xí rồi của đầu xí với bán được 800 nó bán thứ tư thì nó được giá cao thế nên nó kiểu bán ngay quá nó muốn vui với cả nó đổi còn đầu xí vui quá các đổi còn đầu xí được mấy trăm mua con kim khách chịu bảy đổi thằng con đầu xí đổi ngang hai cho hai tháng đổi đi cho nhau mày. Đầu xí cái cha nó chơi đầu xí được 3-4 hôm chán thì bán được có 600 mấy không bán được mình chứng học này. Ừ. Bán nó vào là 800 nhưng mà xong rồi nó ra lại nó hơi mấy. Đa bò. Trận đôi. Cái dược hắn sinh viên hắn vay cái đéo gì hơn chục triệu không vậy à? Ừ. Hơn chục triệu hắn cứ giả đồ về mẹ đây giả trò nói tận nhà rồi
nội dung thể trình viên đây vậy đúng không? Ừ. Nội dung bí. Hả? Nội dung bí. Bao giờ? Bao giờ? Khoan hơi bí. Nội dung bí của mình Hưng Ca Ca. Hưng Ca mới sao à? Ừ. Hưng Ca Ca cầu cấu thân mưa đánh thắng lệnh mình chủ xong lại gì giờ tao đâu lấy chứ nhỉ không quà đi nó lấy chứ à quả lì xì à, cái anh mới lên được 500 đấy chứ. Quả lì xì của mắt thật. Anh nhất con 40, 45, 15, 25 liên tục. Sáng nay nhất cũng được nhiều. Sáng sớm này là ít thắng, vì nhất là. Hưng đeo tay xin kết thúc bot nhỉ. Được vào không đồng à? Chưa, vẫn đang kết thúc rồi. Kiểu 7 phút nay khả năng đeo được vào, 9 phút mới được vào. Đầu em này được vào không đồng. Bánh thân cười nhóm gì ở đi nhỉ. 5 phút mẹ đeo được. Đeo được à? Nó cho túi lục thôi anh ạ. Cho may mắn. Em và thằng kia quánh này chết. Vâng, cái này bán được không? Chả biết. Không lấy Hưng đi giao hàng. Địt mẹ, toàn được là trắng. Đây mình đứng ở đây mình chết cái canh nó tận dòng kìa. Mình kéo canh này vào nó đông. Đi là. Thì nó đánh phi thẳng sang bên chỗ em ơi, nó thấy em ngoảnh nó phi. Rai lắm. Đi liền. Vào cơ. Đây kỳ diệt thân nào nha. Đây kỳ diệt Hưng Ca Ca. Yêu dô xanh. Hào hiểu đây mẹ này.
Thảo Nguyên cũng đéo thấy hoàn nữa. Mẹ con cái thằng đô này thì đèo xóa được. Lại đâu thằng bí. Tôi mới bí liên tục. Lại phải không? Ai mới? Thằng đèo. Cào câu. Anh làm bá anh đi. Cào câu tổ trưởng thằng cà cà. Kết bạn nhiêu vào. Con nó quẩy này con chết rồi. Đâu thân bí. Đi. Đéo được gì. Cái tên này lại đi kinh nghiệm vậy. Nói cái đéo chà cái pet tiểu nữ nó lên đi thiền nó nào lì xì để thằng con mà tiểu nữ được với lì xì à không. Này còn đéo có bao ngôi. Tuyển nam đi tình duyên nào. Đây, chiến dốc lửa là thế nào rồi? Hả? Đi cái đây chiến dốc lửa là thế nào? Không biết cái anh chưa đi bảo rồi. Chưa đi rồi à? Chưa, chưa có. Đơn đúng không? Đôi. Đơn. Đôi đơn. Đơn. Đừng phó chân điện mẹ. Tôi nè. Leo lên mấy hàng 12. Quảnh cáo này leo lên hàng 12. Yến như tuyết anh em ơi, yến như tuyết.
theo kiểu chiến linh hùng vậy đấy. Đánh đề lớn ngao thế mới đi khiêu chiến, cuối cùng tôi lại bị bỏ. Hả? Đây là cơm cả. Có. Này nhìn nha. Lì xì. Hiểu được gì? Lại có lì xì kìa. 17 vàng. Đủ rồi. 17 vàng. Đủ rồi. Giờ lên 700 mẹ nó được. Tình dưỡng là lên 700 được sao? À, Tù Dương đang phát liên tục đấy nhá. Tù Dương. Ai, dám ngủ nhá. Mày anh chơi ở đông. Đi xin Tù Dương đấy. Cầm cơm anh đấy. Lấy xi Tù Dương. Có rồi. Đéo nổi. À, đang kiểu dân đi hung, đéo nổi. Dễ phải đi. Thằng Minh ơi, vào BT tôi, nó ra đây thì đánh. Thế bây giờ như thế nào đây? Anh, hai ông tự xử đi, rồi còn một ông lại thì tôi đi tiếp. Thế là hệt rồi sao? Còn một cái nữa, một trang đỏ. Xin slot trên rồi anh em ơi. Tôi đưa một phán rồi nhé. Không như anh chơi là anh bộc hết rồi. Vào đây xin cứ phải đứng ngoài sơ à? Măng thì không có đâu. Măng thì nghe nào cho xem. Con tiểu ảnh lát nó con gái ở trong vàng này. Không biết. Nó có phải mùa nít ấy của em. Thằng Nguyền. Cái cơ đòn. Thế bây giờ lại bỏ. Hả? Thế này lại bỏ. Rồi, chứ đang gót. Video có clip. Đến chỗ yên được biết đi. Theo vừa vọt tổng. Mà về làm sao đuổi gà? Cỏ, cho vừa vọt nghịch. Về làm sao đuổi gà mà. Buông cái từ bóng vào đâu. Đuổi gà này chắc. Với tấm cơm cần hồ cơm này nhé. Tôi cho ba cái kênh này. À, bóng đỏ. Ừ. Với nấu cơm cầm nấu lần cuối cùng luôn đấy. Còn nấu canh cá rồi. Với thịt chẳng nói đây nấu đây. Còn rô khi nấu canh cá rồi, tập rán. Thịt dưới tủ ngăn mát đấy. Nhưng tập rán rô khi rồi. Cầm cơm. Đúng không? Đi đi. Rô khi ta đang lá mới mà chưa rán không chả. Có thùng nhất nấu không thì còn con bé còn nấu. Ta nấu thôi, nấu có tạ. Còn nấu cho con không? Hai ta lấy cái này hai nhỉ? Vâng, lấy đi, cháu có làm đi đúng không? Nghe chặt nghịch cái gì. Còn nấu không? Ba nấu luôn nhá. Ba nấu cho thịt luôn, thịt mày. Quay đứt tí nữa. Quay đứt tiếng đấy. Quay ít thôi. À, sáng nay mình bộc lắm quá. Có lúc ngon lắm nhỉ, có lúc tới gà bị đéo bốc đâu nhưng lúc nãy để danh cho. Mình lấy thể vinh bạn nhá. Đâu mua cái ní quèo. Thì thằng Nguyền à? Thằng Nguyền à? Thế thằng Nguyền bán đó. Chơi mình chúc thế mình chúc à? Để mình kiếm thử. Ừ, ok rồi mình làm một cái video rồi mình sang kết bạn Zalo cho bạn. Bố lót đổi ra đi mới đi được chứ. Tiểu ảnh lạc. Tiểu ảnh lạc là con gái trong vàng rồi nhá. Ngoài,
Lý Thảo Nguyên là con trai đúng không? Con trai. Thế tình duyên gì? Chưa. Thì còn thứ tư ấy. Nó chắc chưa có thể đúng không? Chưa. Thì tình duyên kìa. Để cái giờ lộ nó kìa. Anh em mày có nên thay cái dòng giá sách cơ bản 100% để vào không? Có lý sĩ đó. Có bảo lý sĩ. Gì? Có một bảo lý sĩ. Anh bóng thưởng. Chưa đây kết bóng kìa. Chặt 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 lắm ấy. Hai con nào ừ. Ê, thì nhìn vẻ được để con ủ nó gạch lại thái hơn mình mẹ mà nó lắm thái đấy mình đéo có thái cái này tránh các bạn 100% vào thay bằng dòng nào. Mình có đời chẳng có mạng quá nhỉ. Được. Thay bằng dòng tăng dầu ấy. Rồi chạy đi chết ở đây. Ngồi xoay cái cây này. Mình phải phải. Giờ anh phát chứ. Đéo anh rút qua đây. Thôi anh phát. 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 Thôi thì quyết nơi nó về đến thời lừa trai này phải chứ ngay thế nào không có phải nó mới ngôi đầu chưa bật được cái nó bọn nó thi nhau đóng cái ấy nhỉ, đóng cái dương hành. Mình chắt rối một sẵn đi. Không cần đâu. Mình lái 200 nghìn nạp vào cái gói 500 nghìn ấy. Thì nó giả lại 200 cái coi gì đó. Xong rồi vào. Thì vô yêu thầy ghê rồi. Là không được gì ghê. Tặng sư phụ nạp cho. Đi còn mẹ. Nó chết nó đéo đủ. Xuống à? Có cái 600 này rồi. À đủ mà. Thằng chú có 600 vang hả? Không đánh được rồi. Chú đồng. Chú gối. Đi ra đùa à? Được rồi. Yếp, nó bắn có 600. Cứt. Lên. Đồ nhìn thấy chứ nè. Nó bắn có 600. À. Nó bắn có 600. Nhanh tiếng quá. 600. Ừ. Nó bắn. Chú gối này mà. 213 này mà. 211. Như thế thì có 20 vang à? Bao giờ? Con làm tỉnh một lần mà nhắc đi nhắc lại đấy hả? Chưa vào được à? Đi à? Quánh tiếp, quánh tiếp. Anh em ơi, vang hộ của anh đi. Sáng nay đập cây cổ phí 5 phát mới lên tầng 60. Này thì mồi đi. Anh em ơi, bớt mồm bớt miệng, mỗi người một tay một chân tí đi nhau à. Sao thiết
nó bắt chuột. Ráo đang bắt chuột rồi nhỉ. Ừ. Bạch khổ đường 30 ký 1 giờ mà. Ối. Kêu à, chuột kêu à. Cái pin hô cắp 60 nó quài vậy anh em. Anh em ơi, bớt mồm bớt miệng, mỗi người một tay một chân đánh nhau. Anh em ơi, cho em hỏi hẹp pin hô cấp 60 đó quài vậy anh em. Hẹp pin hô cấp 60 này của ai anh em trong bang đấy. Nếu không phải của ai mình đưa ra ngoài nha. Của ai cũng quan trọng nên đánh nhau đi. Đéo có tiếng Anh lên chấm quá. Chờ đi với nó đông quá nhỉ. Đông cao phải diễn được khăn. Chết rồi rồi. Máu mới bao nhiêu đó? 80 cả. Sao mới cả 80? Anh bao nhiêu? Anh 90. Máu anh trâu. Mới 80. Chú được 80. Em cứ lên 80 thì đéo nó tự hứng nó bị tụt ra thì đéo nó nhỉ? Đúng rồi. Tại sao? Tự nhiên. Anh cũng bị thế mà. Thành phòng quể nó máu trâu lắm. Thành phòng nó có Dương Anh hút sinh lực. Thành phòng của bàng ấy này, bàng Thánh Nhà Dương Anh hút sinh lực nước trung sao có Dương Anh ấy phải lấy nước cao mới trâu. Nhác vậy. Thì còn mình cày mình đập cái phải ổn liền phải đến chúc phạt thôi chưa già gì đi đập cái dây chuyên giống em đấy à? Ừ. Đủ con này không đánh thì thôi đánh mày lên được có PT với lại 5-6-7 thằng đánh kéo này.
rồi đấy. Trời ơi, được 2.1 đức chiến này thì ăn được gì? 2.10. Điệp mệt tao đập phát này nữa mà không già nữa thì khả năng là cái hack này được. Buồn đéo ra đi mình. Thì nhấn lên lag này hư linh. Rồi chuyên mà. Không ra. 11 phát. Đến nó mới một phát. Để đi anh đốc cái khác rất đỏ. Đốc cái vũ khí thôi à. Mở về các bạn anh em ơi. Diệt giùm cái sùa ơi. Hai nhiệm vụ nữa mà sư phụ, tới hai nhiệm vụ tình duyên, tới hai cái luôn mà. Làm một cái thôi, làm một cái thứ hai chả được cái gì đâu. Vì bị bọn Việt này có cái dung ảnh cái lùa, ta. Cao luôn này. Có quân dung ảnh để ngô dung cái ở đây mà luôn. Thế ông làm một cái đi, xong rồi tuần sau, đến tuần sau ngồi ông trả nhiệm vụ cái thứ hai. Thế là cái tuần sau nó phải làm. Cái thứ hai có được nhận quà đâu ông ơi. Thiếu một cái đầu được nhận thôi. Dung ảnh chung, chết biết cao. Dung ảnh phòng cao, nguyên cao. Anh em nói chuyện nhớ chiếu cố để tự em với anh em nha. Đừng có lấn lướt quá nha. Cáo cáo chúng tôi xin slot đi.
Em nè. Người lên cao gần 166 rồi. Giảm 3.500 điểm kinh nghiệm. Đút cắt với nhau. Có một thân nấm nhạc hưng cái cá đấy thoát rồi. Kiếm bạn nào chèn đi. Tỉ mẹ đập xịt là mất mẹ nữa. Bao nhiêu đô? Không hiền á. Bán bỏ giáo viên thì đi đập đô. Bán á. Bao thùng hô đó bán gì? Bán hứa giáo viên chưa? Chưa, anh còn nhiều. Hả? Anh còn toàn đô đẹp với chồng. Bán nửa rồi. Bán đúng không? Lứt gì không? Có. Chút à? Đang 113 rơi xuống 110. Giáo viên không quan trọng lắm. Cái này kia anh còn bán xích. Cái này cơ sở vừa trước bán không có cái gì. Cái dương bán bỏ. Ba chồng đâu không mừng quá anh. Không chơi giáo viên. Không. Hưng cái này chơi sâu giáo viên quá. Chờ thằng ý được chuyển 3.3. Địt mẹ còn cái tay sơ đấy. Em luôn đi cho em sức sơ chung với sư phụ chịu dân luôn anh cáo. Sao đi mình thấy sơ anh là cái tay không? Dưới ra ghi tay chuẩn mày phẩm chất nó tốt hơn mì dưới cũng được ghi tay anh lắm hồ ạ lắm lắm cái đeo xê đeo xê điều anh nhau không phải mình có nhưng mình sẽ thay vào đằng kia đây mình lấy từ chất đơn ai rồi bao nhiêu? Có đầy thằng đây cả. Có đầy à? 23 thì kê bài. Còn trong thì nhập cái bài xuống đây trả sư. Mấy cái ông 65 chưa câu của Phát. Em mất đi làm. Mới kiếm hết mấy nhỉ? 7. 7 à? Giờ lên kiếm hết 9 là được tăng tăng lưa. Lưa sao? Lưa là thế nào? Được tăng còn lưa. Được tăng còn lưa luôn. Cứ có lưa à? Nào mà mở. Hiểu là được 9 chắc chúc câu rồi nha. Bà Vì Quyết nó nạp nhỉ? Vì Quyết đang thưa tiền. Anh Quyết kiếm hết 9 nhỉ? Nó kiếm hết 9 thôi. 9-10 thôi. Mà nó vấn đề ngao thế đấy. Em lốt hào hồi được lên là y tiền đầu tiên. Đó, lên đi thì tiền đầu tiên nó được tiền đấy. Thái hư linh hiếm này. Tức tăng, thái hư linh hiếm với cái gì. Anh cha nó nói, nó lấy con sực nó đấu chút lúc lấy hình hồng ý này anh nhỉ. Lấy dũng quân sự nó đấu chúc lúc lên hôm đầu đầu sư đầu tráng nguyên sức ấy. Ừ. Để lên luôn rồi. Đâu. Nó vẫn tới số luôn mày. Nó mua thằng ở trong bàn mà. Nó không đủ 8 cái anh, đủ nó được. Nó cho em đi nó dũng quân sự nó đấu.
Nó khô máu luôn. Thế nó lên đi thì nó lấy tốt. Lên đâu tiền là tốt một mà. Không thấy nó giành được đúng không? Cứ lên đâu tiền là đừng tốt luôn. Đừng tốt một. Con lực chiến đi kệ, không quan trọng. Quan trọng là lên đi thiền đâu tiền nhập. Thế sao lên chỉ tồn đâu tiền này, lại được. Cái nào mà có tiền mà không chơi không chạy được á. Cái lo á, không quan trọng là chiến chiến thiệt nha. Bạn đâu có thì bán cho mình đi nha, không thôi cho cũng được. Ai hay. Cái này nó mua chưa? Đi cái sinh nhật. Hả? Bác đi. Đã chưa? Yếu lắm. Tinh duyên thì còn trong gì nữa. Không quan trọng. Không. Cứ đi được là được. Đi không? Đi. Hay thôi. Hả? Hay thôi. Bác đi. Bác còn đi chưa? Bác đi. Mang máy đây. Hả? Mang máy đây anh đi chưa? Đi về thì nó tuyển vào nó lâu lắm. Hả? Tiền vừa nói cả tuần trước con đéo tiền này gái. Tuần trước không đi à? Không bỏ. Anh như con đi anh mất hao hiệu rồi. Trả tên thế giới. Anh như vẫn được. Sao? Trả thế giới nó kết bán. Cứ bao đi thế nào. À, cái loàn quần ní quần vang. Thế rồi à? Tiêu gì mệt? Em chụp. Em chụp vũ khí còn vang rồi mà nhìn đây. Đi khỏe à? Nhưng mà đôi đô mà nơi là đá hôn tiểu. Quá thân điển, biết đâu lên đi mới được vũ tinh lục, vũ tinh đâu. Vũ tinh đức là trời những nơi này anh ạ. Ừ. Nhưng mình thả rơi mang khủng mà đi bên lề lề vô. Ủa, mình ngồi mình treo con Hồ Vân 8x4 thủ qua ra cháu nào mua. Sao giờ mình mua chín gà. Có anh em nào thấy mấy cái trục lục lại cho bọn tao anh em. Có, em thấy là tiểu nữ bắt anh. Hồi sáng ông bắt được 8 cái chục lục lệnh pin đó. Rồi ông lên Thủy Thiên rồi. Rồi mang đây anh đi chẳng được không? Tránh nước nhác thì tốt quá mà đi mẹ nó cứ mơ. Cứ cái chế. Trời ơi, vãi đi chứ. Không quên á. Thảo Nguyên đấy rồi à? Thảo Nguyên đấy à? Vừa xóa áo hiệu ở này. Tớ nghĩ ra đi Thảo Nguyên. Đi thôi kệ, không sao, dù sao cũng anh em chung bay mình mất rồi. Mà anh cáo chung bao nhiêu cái à?
nhắc tôi. Chúng tôi đang ăn cơm sao lại hạt nhỉ? Đấy đi. Hả? Sắp gì ạ? Hả? Sắp gì ạ? Tời. Tời gì? Tời cho con tàu mình. Về sáng vừa sạc được hai cúc đó là hết rồi. Bằng tìm ra sang cực tì tì chứ thì làm bằng chủ. Thân á, tì tì à? Chắc là đi hết. Tìm mê và những cái bằng tì nó nào anh kết bạn với em đi, chat trên thế giới nhé. Ừ, vì lung tung đấy. Hào hiệu rồi lại xóa hào hiệu. Đích chưa? Anh lắm chung cầy đi. Đích chưa? Rồi. Mới bắt nhỏ đi. Đéo biết nó nằm ở đầu cũng như. Đéo thế nào nhỉ? Rồi. Thấy chưa? Thấy chưa? 57 đi được rồi nhỉ. Cất chú đấy mày đi. Hả? Sao còn kia đây không chơi? Ôi, nó làm cái lòn. Nó làm cái lòn à? Ờ. Được rồi. Chắc được, theo sau đi. Đá mắt cái loàn nó không được đúng không? Theo sau đi, được. Nó vẫn cay mà, cái loàn là cay vang. Là cay à? Chưa, nướng chưa? Được, thế thì em kết bán, em kết bái con nơi của em đi. Con này, kết bái được 2 con mà. Được chưa? Thì hiện tại em đang có 2 đúng đấy, có được không? Đá nhân niềm vui hôm nay. Hai. Hả? Em muốn nói thằng mới em chuyên cùng, chuyên không, nhớ không? Khoan ạ. Để nhé. Đấy đó, đang ấy rồi, đang đi thinh duyên ạ. Duyên nghe nhà xong bỏ rồi. Cái duyên này. À, cái nơi à? Đấy, mày đứng rồi. Nói đứng được, nói được. Đứng nơi bảo vệ này nha, không chết ngay. Bớt chế độ tiết kiệm biển, tiết kiệm biển thì cái điện xí. Đéo thấy đây rồi này, đây là mình đi vào đâu đi. Chưa thấy đích đến. Mì xí. Mày à, mấy đéo phải nick đấy nữa. Quên. Con cứ kêu hô hô đi. Cái thằng Nguyên chạy đâu đó? Chạy về. Trời ơi, 32 vàng. 1 vàng. Đảo qua tiên nó được 15 cái là gì sư phụ?
Treo bò đi, treo bò đi. Treo rồi à? Vẫn thắng mà, đánh vẫn thắng mà. Đánh vẫn thắng bình thường. Còn trong là đừng để nó chạy ra ngoài nhiều lần quá thôi. Cứ đứng ở đấy thì vẫn thắng. Bằng nào đấy? Không hừng. Không hừng bằng cui à? Like xong rồi quay lại chỗ tim mới nhận quà. Chào mừng chị Tôn chủ báo. Cuộc sống này cứ cô đơn, còn thấy mình cuộc sống lang loài. Nói chung là cứ ngồi đấy luôn, tí nữa nó đến này nó đeo ảnh. Đi nhờ? Đừng có đi đâu. Đi lại thua lắm, đi chạy giả chạy vào lại thua. Chạy làm đéo. Thằng nào nó chưa đến, nhưng chỉ phải chạy. Hưng lên là treo. Này treo bò đấy thì nó lại tư chạy mà. Đâu xong nó lại chạy với, nó kèo bọt, nó đánh nước bao, nó đánh nước can máu xong nó kèo bọt với cho em đàm. Thế nó nhanh, được. Em từ đấy em canh, nó được nó một thằng canh. Như anh đi anh vẩy đi. Chào con. Nó nhiên cái anh đi anh vẩy. Đấy. Đấy, cứ đứng lên đánh nó được. Có cần gì, nó cứ đến nó đánh được. Nguyên không chiều làm 16 đến 5 phút cũng kinh phết. Nhanh không lý sao 40 phút à, chụp cái lên là 10 phút thôi. 8 6 5 30 8 luôn, 80 phút tất cả. 80 phút là đi hơn tiếng. Tiếng 20 phút rồi nó liên tục thì nhỉ. Lấy bóng lên đi. Lấy bóng. Cho nó tầm chiến lược đi. Thế phải đi chỗ mới, đi chỗ nào mới mới đấy. Có phạt thì... Chiêu mi là như vậy. Được không? Được nói thế là đéo cái gì để làm. Nói lúc Quỳnh. Kiếm chỗ nào đi xa xa đi thử. Bài đông nó được. Chủ những bông con chết đó. Ai đốt nữa. Thế đi về giờ nhất thằng Nguyệt đi làm đồ đấy, một cái thông cho nhanh lên lắm đấy nhỉ. Như này đéo làm đôi nhiệm vụ thì bằng nhau. Trời. Nó đang yêu anh đấy. Hoa Sơn đéo đẩy được nó ra. Hoa Sơn đéo đẩy được. Quay cái nơi đeo hòa ấy. Này hay. Cái nơi với đeo hòa đẩy xuống lắm. Một học sinh đi học ngoài cấp 3 để đầm cưới với đi đường vong. Đéo có thua không? Thua rồi. Con nói của em yếu thua mà. Mình làm một đéo đó.
Đàm cái nơi đi, đi đàm cái nơi đi thua thôi. Mông đứt ra. Đứt. Hả? Hết thắng. Đứt 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 đứt. Con sắp thoát. Điều anh được. Đi lại không? Điều được không? Con nói con mình không? Lần trước rồi mua ảnh được mà nhỉ? Trời ơi, tưởng nó đi nước 2, nước 2 là gì? Chỉ có đi vào vớ rồi thôi. Đến đâu nằm tay. Nước 1 là... Lên 6x, 5x là phải nói. Đi lại. Lại đánh. Mới chuyển về tiền nước BC đi. Em tắt vào trường lướt không? Không, mở tắt lên. Không, bỏ lướt, lướt ra thì nó cứ đánh mấy cái con quái ở ngoài. Chúng như mong chồng chết thì đều đánh. Đều đấy đều đào con chồng. Mấy cái cứ lướt ra thì quánh con tì tì ở ngoài. Em có hôm nay còn con thua mà. Thua? Ồ, chúng như mong tí đốt, xém đốt luôn. Này thì đốt hẳn. Giờ nó ra đời nó đi giờ đánh mình nó cứ đánh chung nhiều không nhỉ? Đó, nó chưa chịu đánh chung nhiều không gì? Nó không đánh mình đúng không? Ừ. Nó đến chưa? Rồi. Chấm luôn. Đam anh ơi. Anh đang đam con kìa, nó đuổi con kìa đi nó lại. Đàm được. Ừ, tật 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 vào lượt đứng đợi được, chạy vào giữa đi. Phải bú đốc của em đàm kinh lắm. Đàm cái này chỉ có Đào Hòa. Đào Hòa đàm ở đây sướng lắm. Vẫn bà mùi tờn đấy chơi. Bệ đàm bắn phát vu và bày hết ra ngoài. Thua là đi lại. Đéo đi được với người khác nữa thì sao? Đâu được cả ngày lắm rồi. Bị nhiều máu, có nhiều máu không? Anh đi ra cho nó. Đi ra chê một cái đâu đó. Để chuyên máu chứ còn nhiều chuyên nhiều máu này ạ. Chuyên máu đâu? Chuyên nó được. Chuyên được không? Không. Chuyên luôn. Con thần cung hóa 20. Cái này chân này thắng đấy. Nếu nó đến ngày thứ bảo cái này anh chị với. Đấy ra đây diễn được vài tháng. Em nhìn diễn vài tháng gì? Không mới đứng im bên đấy, đứng đây. Đây, đến chưa? Đến rồi. Ba con đến rồi. Đánh đôi đeo đánh chảnh gì đâu. Hòa Sơn nó thế. Đánh Hòa Sơn nó lướt khó chịu lắm. Ghét. Kiểu lướt toàn lướt bỏ. Lướt kéo trùng. Ít nữa lên tăng làng à. Nó chủ yếu nó khoái đau hoa mình rồi. Nó nghiệp thù ấy Hòa Sơn nó lúc thù. Em đeo vút qua nồi nó đấy nhỉ. Ơi, mẹ thua thì thua luôn. Yêu. Quan trọng gì?
nghề làm có hai con, có hai lít. Tháng nó có chiều một. Ăn đéo gì nhỉ? Tháng á? À, quên, tuần. Cái này thắng đấy, cái này thắng rồi đấy. Có cơ hội thắng. Có rồi. Có. Không phải đàm. Trường như mông là gần chết. Đây anh lấy ra, anh bèm mới lại mới cứ ra bèm được, xong đi chạy vào được. Ra bèm dư dư ở vai con. Không, tư tư nó tư chạy mà, nó không phải đi. Một người chạy đâu? Bèm cái nó lại chạy về luôn. Có một con đến đây thôi. Rồi về đi, về đứng ở giữa đi. Để cho nấy lại đéo thắng được thì đèn hơn đâu. Hoa sơn. Con này khả năng ăn đấy. Yêu chinh thì nó bánh như dừa nhé. Hả? Yêu chinh thì nó bánh cũng tung đồng mà. Nói yêu chinh thì đồng. Chưa đấy, cho nay ăn đấy. Đồng như nửa máu luôn. Hả? Một nửa máu thôi. Mông nó tải rồi. Thế đem mấy ngoài này xuống nữa rồi lại lấy nữa đi. Chứ có mông đi đâu. Không đi nữa. Thằng nửa máu nữa. Cái này thằng không? Đúng là thằng. Đem bơm nó máu cái thằng chưa nhiều mông. Dạ không, bơm 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 bơm. Bơm máu như như mông. Hả? Bơm máu như 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 mông. Đâu hết rồi đâu. Đã quay như quay 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 quay. Ô chết rất đít. Mày là duyên quá. Nó khâu máu đó mà nói rồi. Chỉ cần thằng chỉ nếu mông nó có tí rồi, đéo cần nhiều. Tí máu thôi là được. Hả? Rồi chỉ cần thằng này còn tí máu thôi, bọn nó chết hết là được. Yêu. Cái này đéo ăn đéo qua rồi. Qua nữa này. Quật đang ra. Đi à, con có vách nữa. Ở con có nhiều máu cơ mà, nhiều mái. Thắng. Thắng, 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 thắng. Thắng, 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 thắng. Thắng ơi! Xong một hồi chiến đấu cuối cùng đấy đuôi kia địch.
Mỗi người nhận thưởng một lần thì sao? Dạ, dạ lướt khỏe đấy. Được phán nữa. Vút vây bên này đấy. Chân đây chỉ cần đi cùng nhau là được mà. Cảnh ngoài à? Phần tay ngoài rào ấy, phần ké này rào ấy. Biết ngay mày. Sao lại thế nhỉ? Này tuần trước anh không đi. Tuần trước anh không đi kìa nữa. Này nó đi vũ 4 phát đấy. Đưa 4 phát thì rất ngon quá. Rồi cứu anh như bình thường đi. Ừ, sáng nay chưa tăng hóa cỏ gì. Vẫn đủ mấy hải tiếng đấy. Anh hơn tiếng nhận. Đúng. Anh tiếng bao nhiêu phút? Tiếng 10 phút. Nhanh nhỉ? Nó mà nhanh. Chết tốt. Kia. Quay với đi anh ơi. Chọc mặt rồi. Đánh kiểu gì thẳng. Đánh lướt đôi rồi thẳng, chứ lướt hai là thẳng. Em đứng ở giữa này. Đàm rộng này nha. Đàm anh về đàm cả bà cửa. Anh em nào mà có hẹn đâu mà không có thời gian cày hay là hẹn mà bỏ không cày được á thì cũng là chụp em đi cày giúp cháu có bán là chụp em nha. Em có điều chỉnh nó tốc độ của đàm. Còn sao nhỉ? Nói 50 cái thì định làm. Mà nhờ. Nó nhiêu thế nhỉ? Miu ơi, Miu cày hộ anh được không? Để ra. Nhưng mà anh không bán đâu. Cái bài có tăng được không nhỉ? Hả? Tăng được. Chịu sư phụ tăng giờ đâu đây chứ? Đâu đây tăng đi sư phụ rồi. Đeo cái lo cái đéo, nắng với cái thịt định làm. Gấu này đang được ghép lên. Một 11:40 thôi. Nó đang cố phóng qua đây rồi. Vậy giờ thì làm tháng 4 triệu gì? Ừ. Thì làm tháng 4 triệu để chống xe được. Cho em kép á anh ơi, cho em kép á. Vì ngày chỗ Đông Phật. Đi gì? Đông Phật. Tháng mới thì... tháng chúc à? Hả? Tháng được bao nhiêu? 4 triệu mấy. 1 triệu mấy rồi. Nuôi cơm vừa đưa gì? Ừ. Con ơi, thưa tiên đổi tên nhỉ? Có không anh ơi, có một cái vậy? Có hay đổi tiền thật đấy. Phí cái tiền nhỉ, 800 vàng ít tiêu đâu. Ai? Mới thằng ấy đồng vàng. Lửa năm lửa em ơi. Trên đây lại thua rồi. Sư phụ ơi, sư phụ chúc
2-4 chưa mất nửa thì thắng. Có cơ hội thắng. Hả? Có cơ hội thắng. Nếu cứ GG thì nó đi thắng. Hử? GG thì nó đi thắng. Đúng không? Ừ. Kìa, chạy đâu rồi? Trời. Đi quánh rỉa máu kìa nha. Đây, anh đang rỉa này. Anh thả con gấu ra, anh chạy. À. Chạy anh nhược. Chạy đéo đúng chỗ. Nó ra có 3 hướng thôi. Quái nó ra 4 hướng thôi. Cứ chạy vào giữa quánh. Cũng có rồi. Con ấy con lúc mấy đánh nó tản ra. Đấy, đấy. Con mấy đánh nên nó bị tản ra. Có thằng Đào Hòa ấy. Yeah. Chiều nó bắt họp khách hàng đấy là lên không họp anh thôi đi, cả. Anh cũng đi. Đâu vứt cái đồ. Bảo ăn đi cho ăn làm ăn đi. Mà ông làm ở đâu đấy? Cho ăn cơm ăn đi. Làm ở chỗ ăn sợ. Mấy chỗ ăn sợ rồi. Đang quay nốt cái đã. Ở sợ ở đâu cơ? Sợ ở Hà Nội mà. Xa thế cuối năm sao ăn cưới được đấy trời. Ra đi. Ra đến nhỉ? Đặt vé trước đi, xong rồi cuối năm cho bao tiền về luôn. Quay đến chưa? Đây thôi, đến chuẩn thì thôi được. Thôi lại cho anh ngược chỗ. Ai bán đấy cho anh ngược. Ông Giang Hồ có bao nhiêu tuổi rồi? Vẫn thắng. Thắng. À, thế còn ít lắm. Thế cưới được. Nói chung là tôi thì không nhiều lắm, nhưng mà cô quỷ mà tôi gọi bằng cô ngại không dám thương. Ở Long An Huy sao ơi? Long An là đâu dịp thâu. Ôi đừng có thua. À hết quân đến nữa thì thắng. Long An là 62 đây. Cái tỉnh thành 62 là Long An ấy.
hắn. Ồ, thế định cưới thật mà, chán chán thì cưới vợ thôi. Anh ngồi đây chị, ngồi nhà kia mà nào. 5 phút thì anh, 5 phút thì anh bấm vào dừng nhỉ. Bấm tăng dừng được nhỉ. Thập, đứng tăng được. Con bắt được. Sáng sớm nay bác gọi điện bảo là hôm nay mà không cưới thì có biết nên phải cưới. Bác chưa? À biết. Bạn đi. Đường ngồi xong rồi. Đường hậu thẳng đi lên chứ gì. Bình thường đi. Nhưng mà tôi trên Bến Lức lần tôi có mấy anh em ở dưới đó đó. Chợ Thành Hóa biết ai nói đi. Đúng rồi. Nói chung là cũng chẳng có gì. Hiện tại bây giờ đi làm được độ ca tháng thế thôi. Đang dễ hơn. Thế ta rảnh thì người ta cưới. Có cái gì cưới à? Yêu là phải cưới mà lỡ dính rồi cũng phải cưới nha. Cái chợ đó như là chợ Hậu Thành Đông phải không ta? Còn ấy là cái ông chủ gì, ông bán gì nói kêu là có gì. À ông nói cái đó là lúc ở trên Hậu Thành rồi. Còn mình ở dưới Thạnh Hóa dưới này mà. Ý hỏi là ai quen ai Thạnh Hóa ấy. Xong em chưa? Xin đi tôi truyền cho Kenny. Người yêu chưa có thì thôi gấp sẵn quần áo mà chuẩn bị ba lô ấy làm thì sách ở luôn. Chan Chan ơi, anh nói vui một câu chứ anh không về nhà bố mẹ lo chứ. Về nhà anh mới thêm nhiều tiền thì mẹ đuổi gì anh? Đã bị mẹ. Nhớ ai chiều nay thương nhớ chiều về thăm quê thăm nội tóc đa bàng phương
này nỗi yêu ơi. Cái đi xin truyền công đi, tôi truyền công cho. Đấy là chưa tới lúc đuổi thôi. Đuổi đâu, cũng mới thằng con trai cả. Ơi anh đi, anh đi, anh đi, đang anh dử đơn giản lắm. Ông ấy ở bên Nhật về, ông ấy đang làm bên Nhật, ông bảo vợ ông bây giờ ấy cuối tháng anh về nhé, vợ bảo là ừ thế là cưới nhé, vợ bảo ừ thế là cưới luôn, có một tháng mà bây giờ từ giờ cuối năm có hai tháng nữa. Chị đã nhận kèo lên sau chia phong bì hợp lý nhỉ. Mình làm ông KV ăn còn giá, cái vợ đéo nhanh được như thế. Tôi nói thế chứ đầy quả chị gặp nhau rồi cưới trong nửa tháng ấy. Số đẩy, hai là nhân thời địa lợi nhân hòa kiểu như thế, thiên thời địa lợi nhân hòa kiểu thế. Cà phê thì đéo biết, nhưng mà ví dụ như giả sử nhưng mà gặp nhau, ví dụ giả sử như ở quê ấy, ví dụ mà gặp gần nhà ấy, bố mẹ bảo cưới, ví dụ hai đứa ấy bảo cưới luôn thật mà, nói đùa làm gì. Cưới xong về yêu sau đúng không? Trước yêu sau có gì đâu. Quê này kiểu bố mẹ thì kiểu dặn kiểu gật đầu cho nhau, xong rồi về con cái gặp nhau một hai lần gật đầu phát là thôi dặn ngõ luôn. Cưới xin mẹ người. Xin làm gì, kiếm đứa nào nó đẻ thì đứa con nuôi là sướng rồi, cưới làm gì mệt. Nói chung là để vợ phải chịu đau lắm, đủ các kiểu luôn, nào là phải nấu cơm rửa bát quét nhà, ôi rồi ôi như ô xin thì khổ mà giờ đi. Các ông ăn sẵn ở đâu ra một đứa nào nó tự nhiên nó đẻ cho một đứa con. Đâu có người khốn nhưng mà tội nào cũng đáp lại. Chắc gì đâu, mình có mấy thằng bạn đại học này, vợ đi làm, nó làm bên giáo dục về, thế là đi làm cả cuối tuần đi. Thằng bé tự lau nhà đủ các kiểu luôn, cuối tuần hôm nào phải làm dọn nhà. Xưa thì ở nhà mẹ với bố mẹ đi trái bên nấu cơm, không biết rửa bát, giờ lấy vợ bên nấu cơm rửa bát thì đi chợ. Thằng đánh con thú cái chuyện này là ham hố lắm đây này. Lấy vợ khổ nha, không sướng đâu anh em nha. Ôi, mấy cái ông chưa có vợ con thì tốt nhất là các ông nên suy nghĩ lại đi. Mày, Trang Trang ơi,
Thế vậy ở đâu ra có một thằng nó đi làm về được hơn chục củ một tháng, gần 20 củ một tháng, nó đưa hết cho vợ, xong rồi vợ một tháng cho 30.000 ăn trưa. Cứ tập khổ cho nó quen đi, không đến lúc sướng quá thì không chịu được ý. À đâu, mỗi ngày anh biết vào tớ chơi. Hôm vợ giận thế sao ấy, ông bà cho một ngày bà cho đúng 30.000 đến 33.000. Không, như cha Thái Nguyên đang bảo là kiếm đứa nào nó đẻ cho một đứa con này, không phải cưới xin gì cả, ý là như thế. Đẻ con xong mà vô trách nhiệm đi đẻ gì, chả ai rảnh háng mà đi đẻ hộ đi đi. À, có dịch vụ để thuê mà, muốn rồi ở Việt Nam thì nó hơi khác một tí thôi. Do mỗi người mỗi suy nghĩ chứ mấy ông. Là nha, công thuê một đứa nó đẻ cho, thế về công nuôi con công, thế là xong. Ông phải nuôi vợ thì nó mệt ha. Nhà thuê em được 300-400 triệu chứ, đây tự nhiên ai đẻ không thì bảo ông. Cứ thề với ông luôn, công nuôi mấy con vợ mệt lắm. Không kiếm đứa nào ấy, lừa xong là phang cho nó có chửa, xong là nó đẻ ra mình nuôi. Ý cũng phải ấy. Bây giờ như ở chán chán nó bỏ 300-400 triệu ấy. Có khi mẹ lương tháng mình về mình kiếm độ 2 năm mà đủ sở rồi. Chan Chan ơi, nói vui một câu, nói nghe thì mà nghe như kiểu là bị đát của sâu đấy hả? Con thì 20%, nhà thì 20%, nhưng mà mình thấy nó làm nhiều quá.